Pete Buckle, chiếc Buckle tương thích với Nago khi cô ấy trở lại vòng chơi để cứu trợ tất cả mọi người. Sức mạnh từ tiền và nhà đầu tư là cha mình, cô ấy đã được tặng riêng cho một chiếc Buckle với hình dạng một chiếc đàn, cho Nago sức mạnh điều khiển những nguyên tố âm thanh vang ra từ chiếc đàn cũng như cặp loa được gắn trên vai. Sức mạnh bá đạo của Pete Buckle được Kid sử dụng lại càng bá đạo hơn. Tạo hình Rider với những tông màu neon cực kỳ đẹp mắt. Hai phần loa được gắn trên vai cũng như phần những biểu tượng, những cột âm thanh điểm tô trên người của anh, kèm với những màu sắc lè lẹt là một chiếc đàn guitar điện. Ngoài khả năng tấn công bằng âm thanh, nó còn khả năng chuyển hóa thành một chiếc drill để tấn công kẻ thù. Khả năng chiến đấu của hình dạng này không được Kid sử dụng quá nhiều, nhưng khi anh tận dụng khả năng nguyên tố, anh thực thi một đòn kích liễu mang tên Tactical Thunder. Kid sẽ sạc chiếc đàn của mình với những giai điệu cực mạnh, giáng một cơn bão sấm vào người Yamato Rider, những kẻ thù cực mạnh ở thời điểm đó cũng phải tan xác trước sức công phá mà Tactical Thunder gây ra.